Mình xin chào cả nhà, nay tiếp tục đi thăm bẫy nữa cả nhà. Này mình xuống đây mình thăm cái bẫy đầu tiên. Cái này chút quá cái gì thấy nó lồi lên này, chuột tha vô có đóng trong đây luôn cả nhà, chuột vẫn còn luôn nè. Cái này để mấy chuyến rồi mà không thấy gì hết. Cho nó chuyến này nè, chuyến nữa coi, không có thì mình về để gì luôn. Cái này có này yêu quá mà không thấy có. Có không đây? Cái gì mà thấy chuột còn luôn, cho được nó luôn. Trời, hai cái đầu tiên sắp quất rồi nha. Đây, đây mình có một cái mà không biết giờ nằm đâu luôn rồi nè. Ông này dạch đúng chỗ rồi, hên quá, tại vì người ta mới ăn cỏ cũng sức không biết nằm đâu. Có không đây? Rồi, nặng nặng cả nhà ơi, cái này nặng nha. Có rồi, con gì đây ta? Trời ơi, con gì á? Con ngựa nó cả nhà ơi. Cái này chiến rồi cũng dính con ngựa chiến này. Trời ơi, ngựa này bự như cả nhà. Để mình vô trong mát cho cả nhà xem. Xe mình đậu tuốt kia, tại vì đằng kia mát nè, nằm im gung luôn. Trời, con này bự nha, con này cỡ 600-700 gram có. Trời ơi, nằm nè, một khoanh nè. Chụp cho nó tấm hình nha, im gung luôn. Quay lại cái đầu nó đây, con này con ngựa. Đây, ngựa này bự, nặng chắc 700 gram được. Đấy, cái xe cua để lại, nãy đi không có cầm cái xe cua. Cận hồ mình bắt nó ra nằm im gu luôn nè trời, không nhúc nhích gì luôn. Đó, đây có một cái thịt nó trống lỏng ở đây. Chất quốc luôn nè, phát tiêu luôn chứ không phải là chất quốc nè. Trời, cá này mất tiêu rồi, mất luôn, hay thiệt chứ. Bắt một cái cả nhà ơi, quất rồi, nặng nặng thôi. Rồi có luôn cả nhà, nó nằm đầu này, hạch ba, ô hai con luôn, một cặp luôn cả nhà. Đây một con nè, đầu này một con nè, đầu này một con nè. Rồi đi ra ngoài xử lý nó luôn. Con ngựa mới dính vô cũng lâu rồi, mất đục ngầu rồi. Đây hai con hành ba, giờ bắt ra luôn. Cứ lưới cái dao, giờ mở cái con ngựa ra cho cả nhà xem. Con ngựa này cũng to,
Cái này là hai con hành nè, hai con hành mini, hành ba con bên con này con ngựa nè. Ngựa này bự cả nhà ơi. Ủa, nó vô lâu rồi. Ngựa này 600 gram. Thịt lúa còn nguyên, chuột chưa ăn luôn mà. Ủa, ngựa đen. Đây hai con hành nè. Hai con này con ba nè. Vô lâu nó ỉa, ỉ khô gan luôn rồi. Bây giờ mình xử lý mình bắt nó. Đây. Túi lưới thì quá trời. Mình bắt con này trước đi. Ngựa thì mình để riêng nha. Mình này kiểu này thôi. Con này nó cũng hiền. Ý là nó không có độc, quên lộn. Nhưng mà nó táp. Tại vì mình đăng lên TikTok nữa. Nên nó bắt dẫn dở, bắt ra là táp rồi này kia rồi. Nó lên con ngựa. Rồi mình lấy cái túi lưới này ra mình bắt con hành. Con hành thì bắt tay được. Hành hai con. Mùa này gắn đi cũng cặp nhiều á. Hai con ra luôn. Một con. Hai con ba không à. Hàng cái nha. Gắn nhỏ mà đi cặp. Mới đi cặp gắn bự ngon quá. Vô hai con cỡ 2 ký ha. Cho nó sướng tay cái. Hai nhỏ nha. Có đỡ không nha. Rồi. Bữa nay là mình đi ở bên Tiền Giang. 40 cái. Chuột rồi. Rồi. Chuột còn luôn. Cái này yên quá mà không dính đây. Ôi, con gì vậy? Trời ơi, con ngựa cả nhà ơi. Trời ơi, nặng dữ trời. Ủa, cái đầu nó cả nhà. Ủa, con này bự lắm nha. Ôi, còn cả ký có cả nhà ơi. Nè, ôi, chụp tấm hình cái, chụp tấm hình đó. Đã chưa, còn cả ký có. Rồi, xong. Quá trời nó bự rồi cả nhà ơi. Ủa, nó vàng. Vàng mà nó bự nè. Đã gì đâu. Hai em ngựa ơi. Con này bành kia. Rồi mình đặt cái xe cua gần hồi nữa mình lại chỗ nào trống trống thì cho cả nhà xem. Quá đã. Ôi. Rồi có cục phân cả nhà ơi. Phân nè. Rồi. Vô. Bự không đây. Hồ hành. Hồ hành cả nhà ơi. Rồi. Hành ba. Một em hành ba nha cả nhà. Đây. Ẻm đây nè. Gắn ba.
Giờ mình tới đây mình bắt mấy cái con gắn nãy mới dính ra. Những con hổ ngựa nè. Hổ ngựa này dữ ghê trời. Anh lấy đồ coi. Để mình cho mọi người xem con hổ ngựa nè. Hổ ngựa này nè. Phải kỹ có cả nhà. Giờ mình lấy đồ mình cắt nó ra, cắt cái bao ra. Mỗi này hai con rồi đó. Con này nó vô nó cứng luôn cái lợp này. Cái lợp này của mình. Ê. Lợp gắn hả? Dạ, lợp gắn. Này. Đây nè. Trời đây nè. Con ngựa nè, quá trời con ngựa hả? Nè. Này mình bán được nhiêu ký? Cỡ cỡ gì 180. 180 ký ha. Còn loại nhỏ 150 à. Bự gì nè. Con này chắc hơn 1 ký quá. Con này chắc cỡ 1 ký anh. Hơn ký hơn tí rồi, cỡ ký 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 mốt à. Quá trời. Vô cứng lợp luôn nè. Anh chủ vườn. Anh chủ vườn sồi. Ôi. Vô cứng luôn rồi, chạy trơn rồi. Chạy cổ rồi. Quá trời. Cái lợp của mình bốn tấc mà nó vô cứng ngắt luôn cả nhà. À, đó. Bốn tấc. Bốn tấc mà vô cứng ngắt luôn. Không biết gì nó vô mà nó được cũng hay. Rồi, lấy cái túi lưới ra. Cái túi lưới hổ ngựa để ghi. Đây nãy một con nữa nè. Con này còn nhỏ. Vô. Rồi mình bắt cái con này ra đây. Cho nó vô là chung với con này luôn. Con này nằm trong đây. Giá bầu xỉu hả? Cái này giá bầu xỉu. Bự quá. Rồi. Đúng rồi, chui ra, chui ra. Chui ra con. Cứ ngắt cái lợp luôn cả nhà ơi. Đó. Ôi, ra. Cho nó ra coi. Ôi trời, con hổ ngựa. Nó bự. Quá trời con hổ ngựa cả nhà ơi. Nó bự mà nó dài nè. Xuống đi. Rồi xuống nè. Tụt xuống, tụt xuống, tụt. Rồi ôi. Trời ơi con hổ ngựa nó bự. Vô đây nó nặng chịch luôn. Quá trời. Ồ, hết biết con hổ ngựa rồi, còn cùng tay à. Con này chắc có hơn ký cả nha. Đây. Còn cái con hổ hành á. Con hổ ngựa nãy giờ mất cả buổi. Cứ ngắt cái lợp. Ý. Con này chắc vô nhì quá. Chắc được 3 lần rưỡi quá. Bự à. Con hổ ngựa này giá bộ xỉu nè. Hổ ngựa nhỏ nè. Xỉu hay là chết. Ủa
chắc chết nó rồi. Ủa, nó còn sống à. Chạy nó đi, tính sao. Ở đây ta mới phá bùi chuối, không biết cái bẫy của mình còn hay không nữa. Chắc người ta lấy người đại gì đấy. Ngon quá. Chuột còn luôn cả nhà. Chắc lúa luôn, để gì luôn. Nước ngập cái gì ta, chết chuột rồi. Ui ơi, có vàng ở nhà nè, vàng nè, thấy bự hơn nhỏ. Có hành ở nhà, trời ơi, một nồi luôn. Gắn bà, bà cũng còn cả nhà, bà còn cái gì á, bà còn cả nhà, một nồi, bà còn, để đây đây rồi lát ra ngoài mình bắt nha, đặt lại cái xe cua cái. Bây giờ mình bắt nguyên một đám gắn viên ba này ra luôn cái trời. Mình thấy hình như trong đây là ba con á cả nhà. Ỉa phân tứ lung tung hết trơn nè. Phân ba con mà ba con nhỏ không. Ba con bự là ngon quá trời. Xe đến nè. Nãy có chiếc xe ngồi dây chai nó chạy vô. Mới đi ra cái đường này được hay không đây. Đang bắt gắn xe à, hổ hành, hổ hành. Ủa, đang bắt nhiều vậy đó hả? Đi bảy mà. Đây nè, dính nè, đâu mấy cái này nó dính. Có nùi trong đây nè. Mà cái này gắn nhỏ thôi. Ui, em ơi. Trời, một... cho nó đụng em sợ nó lắm nha. Sợ lắm hả? Dạ. Sợ mà phái đứng lại nhìn hả? Sợ mà đứng lại tò mò phải không? Phái gắn lắm. Phái gắn lắm, có ăn không? Dạ, em sợ nó lắm. Đừng thôi. Ăn thì dám. Ăn thì dám nhưng mà... Kỳ vậy? Dạ. Ủa, này hai con hả? Hai con luôn hay vậy đó. Hả? À, tưởng đâu ba con chứ. Nó kẹt bên đây nè. Yeah. Đi một cặp. Tưởng được. Nghiệp luôn hả? Đi bảy nhiều khi nó vô á mà. Hai con mà tưởng được ba con chứ. Hai con gắn ba. Ờ, hai con nó bự. Gắn này gắn ba. Ủa hành ba. Ủa mình lỡ tao phân cả luôn ha. Đó, người ta mua người ta cũng chia ra nhất nhì ba mà. Giá cả nó khác nhau á. À, này túi hổ hành nè. Hổ hành, hổ ngựa nè. Ôi, nó bự. Hổ ngựa bự ghê không? Chị mua đi mua ve chai mà gặp gắn mà ăn nhưng mà sợ phải không? Sợ, sợ lắm. Này con này có ký nè. Mê lắm mà, cái này ăn là hết sảy rồi, con bà bảy rồi. Ừ. Quá trời đá luôn. Quá đã không? Ăn không? Mua gì ăn luôn đi. Ôi, em đâu có cái tiền đó mà ăn hết. Cái này rẻ hả? À, có 150 ký hả? Ờ, gắn ba. Hổ ngựa thì có 180 à. Trời ơi, ra dựa ra ngoài kia bán mấy mắt chứ gặp 170 thì em bán rẻ lắm. Bán 150 hả? Rồi tăng. Ừ. Gặp bà chị quá, gặp gắn mà bà. Cái bọc nó phải nhiêu ký không? Chắc cỡ 1 ký hơn. Ký hơn hả? Phái ăn gắn mà không dám mất. Cái này ký hơn à. 150.
Rồi cái này chắc cỡ ký 6 ký 7 gì ạ, hổ ngựa. Con đó với con hổ hành con nào ngon? Con hổ hành ngon hơn, hổ ngựa nó xương không à chị? Ừ. Hổ ngựa thì nó không bằng hổ hành. Anh cái đấy kìa cần em kìa, anh cần thôi coi. Em mua cho. Cần mà không có túi đựng nó mới đập vô chứ. Chị có túi không? Em không có đụng nó được nha. Có cái bao không? Có cái bao nào? Tại vì anh bỏ vô nó mất của em sao? Bỏ vô bao cột lại. Cái bao em có một không á. Chứ túi mà mất đựng cái này rồi. Ừ. Cái này thì cái cân bao nhiêu ạ? Cân em tới 15 kg, có 30 kg. Ờ 30 kg cân. Cái này giỏi lắm, cỡ ký ký mấy vậy? Ký mấy hơn à? Ký ký 2 ký 3. Tiền anh biết không? Không rẻ mà tụi em bán rẻ. Còn gặp người dân 7 tụi em rồi ấy thì bán rẻ hơn là à, cái căn dưới đó hả? Rồi giờ cái túi gắn của mình giờ nó trống lỏng rồi. Có còn túi hũ ngựa, cái túi hũ hành hồi nãy của mình thì được 1,5 kg bán cho cái chị hồi nãy đang ở đây. Chị sợ gắn, chị không dám bắt nhưng mà chị thích ăn gắn thôi, mình cũng bán cho giá tiền chuột chứ tiền xăng thôi, cũng là thích ăn gắn nên mình bán giá rẻ cho chị ăn, với lại chị mua về cho mấy đứa nhỏ ăn thôi cũng đủ được lấy lại tiền xăng với tiền chuột cả nhà ơi. Bây giờ thì mình cũng còn đâu vài cái nữa, có chục cái thì mình đi thăm. Chết rồi, sao mà có cái này mà để hai con chuột ta. Để ý cái này hồi nó bắt ra bớt con nha. Bây giờ tiếp tục mình đi thăm nữa cả nhà. Cảm ơn bà chị rất nhiều đã ủng hộ dọc đường. Hôm qua thì thăm thì có cái anh kia anh ủng hộ. Giờ thì mình tiếp tục thôi, đi thăm nữa. Có gì không đây? Chuột còn luôn. Trời. Đây cái mà chuột vẫn còn luôn nè. Này mình còn cái cuối cùng. Từ sớm giờ đi có chục cái. Chết quá kìa. Rồi có phân luôn. Vô cả nhà. Vô rồi. Rồi chết luôn cả nhà. Trời ơi uổng gì trời. Chết luôn cả nhà. Mới chết luôn nè. Vẫn còn tôi một cặp nữa cả nhà. Ôi uổng quá ta. Nó còn ngoe ngoe không biết nữa. Nè. Mới chết luôn cả nhà ơi. Đây ngập nước. Trời uổng quá ta. Còn nhúc chích kìa. Mới chết. Trời ơi, con gắn gì vậy? Con gắn gì, con gắn ba cả nhà. Uổng ghê. Ôi, nó ngập. Mới vô chết uổng trời. Mới ngập luôn. Rồi. Đây cái cuối cùng của mình luôn nè. Quá trời ơi, uổng cả nhà ơi. Ôi mà chết rồi. Ôi. Quá trời uổng rồi cả nhà ơi, trời. Cái này về còn ăn được cả nhà ơi. Về cho
anh em đồ ấy, mới chết à chứ chưa chết lâu, còn tươi, tươi xanh luôn nè. Rồi mình cũng xin tạm dừng kết thúc video luôn nha cả nhà. Mình xin chúc cả nhà xem video vui vẻ và cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem video và ủng hộ mình nha. Bye bye.